Quang Chi Lâm, đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông lão hóa ngược ở tuổi 59 khiến netizen suýt xoa. Quang Chi Lâm từng làm khuynh đảo làng giải trí Hồng Kông và châu Á trong những năm 90 và từng là một trong tứ đại mỹ nhân của làng giải trí Hương Cảng cùng Trương Mạn Ngọc, Lý Gia Hân và Lâm Thanh Hà. Mới đây là sinh nhật của Quang Chi Lâm, nữ diễn viên được nhiều bạn bè chúc mừng. Trên trang cá nhân, nữ diễn viên đã chia sẻ một đoạn video về bữa tiệc sinh nhật của mình trên mạng xã hội và nói: "Thời gian hạnh phúc của tôi." Ngay sau khi video được chia sẻ, nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ đã gửi lời chúc tới Quang Chi Lâm. Rất nhiều cư dân mạng bày tỏ ngưỡng mộ và không khỏi xuýt xoa trước nhan sắc và sự trẻ trung của cô. Nữ thần Quang Chi Lâm đã 59 tuổi rồi sao? Dù gương mặt mỹ nhân một thời của cô không còn như lúc trẻ nhưng trông vẫn như xinh đẹp, mái tóc ngắn và thần thái vẫn như xưa. Không thể tin nổi, nhan sắc vẫn trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi thực. Cô ấy dường như không già đi. Ở tuổi 59, nữ diễn viên nổi danh một thời giờ sống độc thân, cuộc sống giàu có và kín tiếng. Trong những năm 1990, khi mà showbiz xứ Cảng Thơm tràn ngập các mỹ nhân sắc nước hương trời, mỗi người một vẻ, Quang Chi Lâm vẫn chiếm trọn ánh hào quang và được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân Hồng Kông. Danh xưng này được dành riêng cho cô, chứng minh nhan sắc của cô đẳng cấp tới mức độ nào. Không chỉ vậy, tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với những danh hiệu mỹ miều như Hương Giang đệ nhất mỹ nữ, đẹp nhất toàn cảng, mỹ nhân kinh điển của Hồng Kông. Nhìn lại loạt ảnh cũ của mỹ nhân cách đây hàng chục năm, người ta ấn tượng trước khí chất thanh lịch, thoát tục, gương mặt sắc nét chuẩn mực cho quan điểm cái đẹp phương Đông. Nữ diễn viên từng được tạp chí People của Mỹ xếp vào danh sách 50 người đẹp nhất thế giới. Ngay đến cả tài tử Lưu Đức Hoa cũng thừa nhận anh từng thổn thức vì Quang Chi Lâm. Nếu tôi chưa có bạn gái, Chi Lâm có thể là người yêu của tôi. Cô ấy đẹp cả về tâm hồn lẫn ngoại hình. Nhưng trái ngược vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, tình duyên của nàng mỹ nhân lại gặp nhiều sóng gió. Tháng 6 năm 1982, Quang Chi Lâm gặp gỡ đại gia hơn cô 16 tuổi Vương Quốc Tinh. Chỉ sau 2 tháng quen biết, cô đã đồng ý lấy ông Vương mặc cho sự phản đối kịch liệt của gia đình. Bố của Quang Chi Lâm ra sức ngăn cản con gái kết hôn với Vương Quốc Tinh bởi ông biết vị đại gia này rất lăng nhăng và từng có một đời vợ. Ông còn suýt tự tử để can ngăn con gái, nhưng người đẹp vẫn không đổi ý. Trước sự cương quyết của con gái, ông Quang đành nhượng bộ. Thế nhưng ông vẫn cho rằng con gái sẽ sớm phải hối hận vì quyết định này. Và bố của Quang Chi Lâm đã đúng, chỉ 3 tháng sau khi kết hôn, Quang Chi Lâm đã vô cùng đau khổ vì chồng công khai ngoại tình. Cưới nhau chưa được 6 tháng, hai người đã ly hôn. Không chỉ có vậy, Quang Chi Lâm còn bị Vương Quốc Tinh bêu rếu sỉ nhục trước công chúng. Năm 1985, Quang Chi Lâm bị bắt gặp hẹn hò với đại gia bất động sản Mã Thanh Vĩ. Điều đáng nói là đại gia họ Mã đã có vợ là nữ diễn viên Trần Mỹ Kỳ. Tuy là người thứ ba, nhưng Quang Chi Lâm lại ngang nhiên thách thức Trần Mỹ Kỳ. Có nguồn tin cho biết, ngôi sao Hoàng Phi Hồng đã gọi điện sỉ nhục mắng chửi Trần Mỹ Kỳ trong thời gian nữ diễn viên này đang mang thai. Điều này khiến Mỹ Kỳ bị ức chế tâm lý đến mức sảy thai. Không chịu được cảnh chồng ngoại tình công khai với Quang Chi Lâm, Trần Mỹ Kỳ quyết định ly hôn vào năm 1986. Sau đó, Mã Thanh Vĩ dọn đến ở cùng với Quang Chi Lâm. Thế nhưng sau bao năm bên nhau, người đẹp họ Quang vẫn không có danh phận gì. Năm 1992, cô bị đá đầy đau đớn sau khi Mã Thanh Vĩ có người tình trẻ đẹp hơn. Thời gian sau, Quang Chi Lâm bị bắt gặp đi nghỉ cùng tỷ phú Lưu Loan Hùng tại Singapore. Cô được đại gia họ Lưu tặng cho nhiều tài sản giá trị. Thế nhưng dù chung sống với nhau nhiều năm, Lưu Loan Hùng vẫn quyết không cưới Quang Chi Lâm. Khi Lưu Loan Hùng có tình mới, đại mỹ nhân Hồng Kông lại bị bỏ rơi. Năm 2007, Quang Chi Lâm cặp kè doanh nhân Đài Loan Trần Thái Minh. Sau nhiều năm bên nhau, cặp đôi này bí mật kết hôn vào năm 2014. Thế nhưng chỉ một năm sau, hai người đã đường ai nấy đi. Vì những cuộc tình ồn ào với đại gia, Quang Chi Lâm bị dư luận chỉ trích là đào mỏ hám tiền. Tuy vậy, nữ diễn viên Hoàng Phi Hồng đáp trả đanh thép: "Nếu bạn trai của tôi có tiền, vậy nghĩa là tôi tham tiền của anh ta sao? Sao mọi người không nghĩ anh ta yêu tôi vì tham danh tiếng của tôi?" Cuối năm 2016, làng giải trí Hoa ngữ xôn xao tin đồn Quang Chi Lâm hẹn hò với Somi, thành viên nhóm nhạc Super Junior M. Ngôi sao này kém Quang Chi Lâm tới 24 tuổi. Phóng viên bắt gặp Somi đến nhà đàn chị và đăng tải nhiều hình ảnh thân thiết khi đi du lịch cùng nhau. Sau đó Quang Chi Lâm lên tiếng phủ nhận tin đồn. Tuy nhiên mối quan hệ của hai người vẫn khiến công chúng hoài nghi. Rời khỏi làng giải trí, thất bại trong tình yêu, Quang Chi Lâm dần chú tâm vào sự nghiệp kinh doanh thời trang, phát triển thương hiệu riêng và sở hữu khối gia tài khủng lên tới 400 triệu nhân dân tệ, 1.366 tỷ đồng. Công việc ngày càng thuận lợi đã khiến cho người đẹp này trở thành nữ doanh nhân giàu có và là hình mẫu lý tưởng của nhiều người. Báo chí Hồng Kông cũng từng đưa tin, mỹ nhân U60 này đã quyết định trong những ngày tháng sau này sẽ không cố đi tìm một nửa kia nữa, mà sẽ hưởng thụ cuộc sống độc thân và gia tài bạc tỷ của cô sẽ được để lại cho em trai mình.